Thưa quý vị các bạn, liên quan đến vụ cặp vợ chồng bị bắn thương vong tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, vào ngày 18 tháng 2, bác sĩ Đặng Quang Dũng, trưởng khoa gây mê hồi sức tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, bà D, 51 tuổi nạn nhân, đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, bà D đã tỉnh, nói được một số câu, nhưng hiện tại bị liệt nửa người, vẫn đang dùng máy thở và sử dụng thuốc trợ tim. Tiên lượng đã tốt hơn so với lúc mới nhập viện. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê với một vết thương ở vùng thái dương có tổn thương não. Sau khi hồi sức, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên đạn ra. Viên đạn đã làm vỡ lớp xương thái dương của bệnh nhân và cắm vào trong tổ chức não 3 đến 5 cm. Bác sĩ Dũng nói, cũng theo bác sĩ Dũng, bệnh nhân bị tổn thương não nặng nên có khả năng để lại di chứng về sau. Bệnh viện đang nỗ lực để bảo vệ tổ chức não cho bệnh nhân. Dự kiến 2 đến 3 ngày nữa sẽ có tiên lượng chính xác hơn. Trước đó vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 15 tháng 2, trong lúc ông LVT và vợ là bà PTD đang xây tường rào cho gia đình con trai thì Lê Văn Hữu đứng trên tầng 2 nhà mình và cầm súng bắn vợ chồng ông T. Sự việc khiến ông T tử vong tại chỗ, bà D bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi nổ súng bắn vợ chồng ông T, Hữu đã tự sát